Hello tất cả các anh em, bản mặt Thái lại xuất hiện nữa rồi. Chúc anh em ngày giữa tuần luôn tràn đầy năng lượng và lúc nào cũng lạc quan trong cuộc sống nha. Thì có rất là nhiều anh em nói là anh Thái ơi, con cá lóc Yellow Centaurum của anh hay nói là size 50 rồi, anh cập nhật cho em thấy đi. Ok, hôm nay Thái sẽ cập nhật ở đầu video cho mọi người xem ha. Đây là con Yellow Centaurum. Thái thì thái dục ngoài trời khoảng 6-7 tháng nay rồi. Hôm nay thì Thái mới đưa cho nó vô trong nhà, trong một cái hồ kính. Hồ này thì không có chảy nền, không có gì hết, chỉ có khúc lũa dục dưới đó thôi. À, cho mọi người ngắm lại. Hôm nay thì Thái sẽ làm một cái video khá là dài luôn. Hành trình bất chợt có gì quay đó. À, Thái sẽ đi Thủ Đức, đi qua shop cá lóc, rồi đi ra Bình Dương. Rất là nhiều luôn. Theo dõi cuộc hành trình của Thái xem như thế nào nha. Hôm nay thì Thái sẽ cùng với Tú nha, hành trình với Tú nữa nha mọi người. Video của mình hôm nay là khá là dài luôn. Hôm nay là hơi bị cực nha. Mình sẽ đi tới shop cá lóc. Mình lựa một con cá lóc mình mua. Mình đem con cá lóc đó, mình đi qua bên quán cà phê cá rồng của anh Nhân. Mình set up, mình thả giùm anh ấy, có nghĩa là mình đi mua giùm á. Đó, rồi mình sẽ cập nhật về quán cà phê cá rồng đó. Xong rồi mình sẽ lấy con cá lóc đó, mình đổi một cái hồ kính và mình kêu xe chở cái hồ kính đó về lại khu vực nhà của mình để mình set up, mình sang những con cá bối vàng với lại những con cá rô kim thơm đồ vô đó. Một hành trình là từ đây cho đến chiều là hơi bị đuối luôn nha. Hôm nay mình ok không, năng lượng tràn đầy không? Đi ha, let's go. Theo dõi Thái và Tú nha. Nam có nhà không em? Nam đây. Đâu? Ủa sao nó đóng cửa rồi? Mới giờ này nó đóng cửa rồi mọi người. Nam ơi Nam. Cho mượn cho mít nè, lựa anh con cá đi. À cá hả? Đang sàng cá cho khách. Đang sàng cá cho khách mà sao đóng cửa lại vậy? Sao? Đang có bí thuật. À có nghĩa là sàng cá cho khách là phải bí thuật đóng cửa lại không cho ai thấy hay gì? Đây để em đi lấy đồ đã nha, đợi em lấy cái giờ á. Hồi tối qua có anh có alo nói Nam lựa cho anh một con cá nữ hoàng. Dạ đúng rồi. Là con nào ta lựa chứ? Đây hôm qua anh em lên lựa cho anh con này nè, con này là ổn nhất trong bầy. Hả? Là bé này hả Nam? Dạ đúng rồi anh, nữ hoàng con này size khoảng tầm 20-22 á. Thì tình trạng nó là ổn định, không bao tật lỗi luôn. Mang bự. Tay bơi to, kỳ tay bơi to, sung. Ăn uống bình thường hết anh. Ăn uống bình thường. Dạ. Rồi ok, Thái sẽ qua bệnh bàn Trấn Nam. Thái sẽ mua bé này nha anh em. Rồi Thái sẽ bắt bé này lại đi về Bình Dương nha. Hôm nay một cuộc hành trình video khá là dài luôn á Nam. Chờ đi với. Anh đi du lịch. Chờ đi với. Chờ đi với hả? Em đi không? Là em, em có thời gian đi chơi với anh không? Nếu mà em có thời gian đi chơi thì đi theo anh chơi. Dạ. Thì có gì lát nữa anh em mình sắp xếp thôi. Ok ha, bây giờ thì chắc là ok, Nam sẽ xem quy trình đóng cá của bạn Nam nha mọi người. Ok nha anh em, bé này nha mọi người. Đây là con bé cá lóc nữ hoàng. Nói chung là tay bơi to nè, đuôi to nè, rất là sung. Đó, tầm size 23-24 thì Thái mua với giá là 2.500.000. Ok nha anh em. Rất là đẹp nha. Rồi bây giờ là Nam sẽ đóng cá nha mọi người. Biết đóng không anh, đóng giùm cho. Dạ em đang tập anh. Anh đang tập à? Chọn nha anh em. Đóng cá sao? Bán cá bao nhiêu năm hỏi người ta biết bán đóng cá không? Rồi đẹp ha. Ồ đâu đẹp không? Ơi trời sao lấy cái đèn ra luôn vậy? Cái đèn quá. Đem về em đóng bao xi. Ôi nha anh em, đây là bé cá lóc nữ hoàng nha. Đẹp ha. Đuôi ok ha. Đuôi trái tim. Đuôi trái tim hả? Hay là đuôi trái đào? Đào thì có ra ngoài kia thôi.
đào ra ngoài kia đây phải không? Dạ đây, để về em đóng oxy nữa. Ok ok, có đóng oxy không? Có chứ anh. Rồi đâu đâu, đi qua đó anh cho anh đóng. Đóng hay oxy hay là đưa miệng vô thổi vậy? Xìa hả? Xìa kìa anh em. Tại mình qua mình kiểm tra chứ nhiều khi nó đóng oxy, nó đưa miệng nó vô nó thổi vậy chết cả lắp của mình nữa. Oxy không? Rồi, oxy tươi. Rồi, oxy tươi. Đó đó, bây vậy. Hết để căng rồi. Hết căng rồi. Căng rồi không? Ok nha. Rồi. Còn cái khung. Còn cái khung. Phút 30 giây. Rồi, chuẩn bị đi về Bình Dương nha con trai. Em mà mình phân biệt nó trai gái được không? Dạ được anh. Coi gì? À, cái con này là con trống hay máy không? Nhất là nếu mà phân biệt trống máy thì mình sẽ coi ở phần đầu nè, phần kỳ nè, rồi bằng lỗ hồng môn. Chính xác nhất là vẫn là lỗ hồng môn. À, con này dạ. Là mình dở lên mình xem luôn coi. Tại vì nhiều khi cái anh chủ á, anh muốn biết trống máy hả? Biết là trống máy thì sao? Nếu mà muốn biết trống máy em phải coi từ từ, em phải bắt ra. Sao? Này trống rồi. Trống phải không? Dạ. Ok nha anh em, một bé cá lóc nữ hoàng trống nha. Đấy. Nam đi với anh luôn không? Đi chơi không? Gần đây hả? Ở bên Lách Hiêu á chứ không qua Bình Dương đâu. Dạ. Không xa lắm đâu. Em đang đợi còn cái lô hàng em đang đợi nhập về nó tham gia. Trời ơi, vậy mà nãy đòi đi theo. Vậy là không có đi phải không? Dạ. Dạ. Ok nha. Em lát em say tại anh chạy xuống, xong em chạy xuống. Trời ơi, thôi anh làm lẹ chứ em chạy xuống anh về mất tiêu. Đây đây em đóng góc lại. Ok. Bao cho anh đi 3 ngày luôn. Bao 3 ngày luôn hả? Đi 3 ngày luôn. Ở đây mua cá có trả góp thẻ gì đâu? Dạ có anh, cứ mang thẻ mang tiền tới là có hết à. Dù có đường nó tới Trấn Nam là không có cái vụ mà quên tiền hay là chưa rút tiền gì hết. Có à, gì là cà đó. Nhưng mà em có hỏi anh là thẻ gì không? Dạ thẻ ATM thì còn anh nhiều thẻ lắm, tại vì thẻ anh cứ ATM là cà trực tiếp luôn, Visa cũng cà được luôn, miễn sao còn tiền còn hạn mức okay, là được ha. Nói chứ cà thẻ cho anh luôn ha. Cà thẻ okay. Để anh chuyển khoản sau. Nào cũng được anh, tin gọn nó tầm 5 giây là xong rồi. Ok, vậy ha. Đặc điểm đóng em dán băng keo luôn nè. Đóng thùng luôn hả? Bỏ thùng dạ. Luôn hả? Từ từ, đây, đợi xíu còn một cái nữa. Hôm nay thì Thái qua Thái đón cá lóc nhanh nha mọi người. Tại vì video trước Thái đã quay bên bạn Trấn Nam khá là nhiều cá rồi. Anh em có thể trở ngược lại video trước anh em xem ha. Còn hôm nay mục đích chính của Thái là đi nhiều nơi nha mọi người. Một video khá là dài luôn. Video hôm nay chắc phải hơn một tiếng đồng hồ. Đây. Hôm nay mình đóng cá lóc lạnh á, đi thì mình sẽ an toàn, mình giảm thiểu khả năng rủi ro nhất có thể. Đây là đá khô, đá lạnh á, để mình gửi cái mình giữ nhiệt, tại vì anh đi ngồi trời nắng. Cái đá này là người ta hay uống trong đám cưới, người ta hay khui xăm banh đồ, người ta để sao sao bột phải không? Nhưng mà đá này là đá y tế, của bên y tế. Ủa này là hả? Của bên y tế. Thì okay, mình bỏ okay, cái này, okay. cái lợi ích của nó là nó giữ nhiệt khá là lâu. Chẳng hạn như anh, cái hồ nước của anh nó đang lạnh, đang nóng đúng không? Những cái nhiệt độ quá cao thì mình bỏ vào nó giảm cực kỳ nhanh. Và nó giữ nhiệt rất là lâu. Chẳng hạn mình bỏ thùng xốp này nè, mình đi có thể mười mấy tiếng nó giữ lạnh trong này. Thì chẳng hạn như con cá lóc lạnh đi, nó ở cái môi trường lạnh quen rồi. Thì chẳng hạn mà ra ngoài trời nắng của mình lên đỉnh điểm có thể là ba mấy độ mà được. Thì cái trường hợp mà dễ sốc nhiệt thì mình có một cái cục đá như này á, nó cực kỳ an toàn cho mình. Cho dù mình đi đá y tế ha, này là gọi là đá dạ, y tế. Dạ đá y tế anh. Ok. Của bên y tế hay dùng á. Ok. Giống okay, như kiểu mà bị rớt ngón xong ra anh dùng vô. Trời ơi. Đó như này thì bao luôn. Ok nha. Hôm nay nó biết nha, là Trấn Nam bên Trấn Nam giữ thì em có thẻ là có cà, trong thẻ có là cà được. Quên mang tiền cũng cà được. Được. Quan trọng là trong đó có gì cà hay không. Quá tuyệt vời. Nó tầm size bao nhiêu ta? 24 không? 23 không? Dạ nó cỡ không size khoảng tầm 22 tới 23 anh. 22 tới 23. Tại một lô cá về thì nó từ rơi từ 22 cho tới 25 anh. Một lô nó xem size như vậy. Rồi, được rồi, gần mà không kỹ lắm đâu, cần kỹ lắm đâu. Dạ. Rồi, như vậy là Thái đã đón một bé cá lóc nữ hoàng size khoảng từ 22 đến 23, một bé cá lóc nữ hoàng mà nó là đực nha. Nữ hoàng thì thường thường là nữ hoàng là cái tên nó là con gái, nhưng mà này là đực đúng không? Tại vì khinh hướng mình chơi thì hầu đa là nếu mà nuôi solo á thì đực cái nó cũng không có quan trọng lắm, tại tính tương tác hay là sắc tố màu sắc nó đều như nhau hết, nó không giữ như nhau hết, trừ những trường hợp mình ghép cặp thôi thì mình mới cần là mình lựa một cái trống hoặc một cái máy để bắt đầu mình hành trình mình ghép cặp. Ok nha. Rồi vậy thôi anh chuyển khoản đi cho rồi. À chuyển khoản đi, chuyển khoản hay quẹt thẻ? Quẹt thẻ đi. Quẹt thẻ luôn. Quẹt thẻ luôn.
quẹt thẻ nha anh em ơi, nay mình thử cái máy quẹt thẻ ở đâu, cái máy quẹt thẻ nằm ở đâu? Lấy anh. Có hả? Để thay lấy thẻ ra nha anh em. Đây, thẻ nha. Visa, ok, 5 giây. 5 giây luôn phải không? Ok nha mọi người, hôm nay là thử luôn đi mua cá quẹt thẻ coi nó như thế nào luôn nha anh em. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây rồi xong chưa? Thì đúng rồi chứ. Đúng giờ chưa mọi người? Rồi, để chờ bạn Trắng Nam bạn quạt thẻ xong, Thái thanh toán xong thì Thái cùng với lại Tú sẽ tiếp tục cuộc hành trình ngày hôm nay của tụi mình nha. Ok nha mọi người, giờ cho lên xe đi luôn rồi, anh ôm cho Tú ha. Ok ok. Được không Nam? Đang chạy rồi anh. Đang chạy ha. Ok nha. Thôi 100% anh ký chữ ký giúp em với. 100% rồi phải không? Chữ ký của anh, chữ ký của anh ký đi. Ok nha. Ký đâu? Ký trên màn hình luôn anh. Trời ơi, chữ ký ký bằng tay luôn hả? Dạ. Trời ơi, sao ký được? Ok. Rồi, giao dịch thành công nha, xong. Ok nha mọi người. Đây rồi. Em gửi anh Thái, cảm ơn Thái nhiều. Rồi, anh em mình bắt tay một cái nha. Cảm ơn, dạ, cảm ơn Thái nhiều. Cảm ơn con cá nữ hoàng em lựa cho anh ha. Dạ, okay, ký anh. Dạ, thôi anh đi luôn. Dạ, em cảm ơn Thái nhiều, có gì anh em mình ơi, em ới anh nha, chạy xuống okay, xong. Okay. Dạ. Đi Tú ơi. Let's go. Chia tay với bạn Trắng Nam, Thái sẽ tiếp tục cuộc hành trình về Bình Dương nha anh em. Let's go. Thái và Tú đã đến con đường Nguyễn Văn Lộng ở khu vực Lát Hiêu Bình Dương rồi. Mình về vô đây. Khu vực nhà của anh Nhân A Rồ nha. Rồi chạy vô. Sao Tú? Ủa đâu phải đây. Ở cuối đường. Em vô rồi mà em quên rồi à. Đúng rồi, mình phải qua quán cà phê của anh Nhân A Rồ nha. Cà phê cá. Thì có gì sẵn Thái sẽ cập nhật tình hình quán cà phê cá rồng của anh Nhân A Rồ luôn. Hôm nay coi có những con cá gì đặc biệt không, Thái sẽ quay cho mọi người xem luôn nha. Sau cái xe đen này, khu vực vô đây nó có cái hàng dừa nhìn mát ha, nhìn giống dưới quê ha Tú ha. Đây nè, Thái với Tú sẽ, đây ha, hôm nay ảnh có bán bún bò nữa anh em. Nhân A Rồ bán bún bò kìa. Trời ơi, chơi đóng cửa rồi. Buổi trưa anh đóng cửa, chắc Thái phải kêu cửa rồi. Đập cửa Thái ơi. Ây da, này, hàng nè, cá lóc nè anh em. Để chắc này kiểu này là phải đập cửa. Đập cửa. Cầm dạ, để máng anh nó hiểm để anh đập cửa, anh kêu. Kêu cửa. Anh Nhân ơi. Trời ơi, đóng cửa rồi, nghỉ trưa rồi, vô kêu kỳ quá. Anh Nhân A Rồ ơi anh Nhân. Để thấy gọi điện cho anh Nhân A Rồ rồi anh em. Cái kiểu này bó tay rồi. Trời ơi anh Nhân A Rồ không có online chết rồi. Anh Trần Văn Nhân. Cần tuyển nhân viên phục vụ quán, chút hồi đi vô đây chắc phục vụ phỏng vấn luôn anh em. Anh nghỉ trưa rồi, mình đi giờ này tại vì thường thường á sáng á anh bán bún bò anh em thấy không? Rồi mệt đuối, trưa nghỉ chút xíu rồi chiều lại mở ra bán cà phê nữa nên giờ anh nghỉ trưa đó. Chỉ có thời gian này thôi Thái với anh Nhân mới set up được những con cá như thế này đó để làm á mọi người. Ôi anh không bắt máy luôn nè. Hai mình đứng trước. Anh Nhân ơi anh Nhân. Anh Nhân Aruwana. À, anh em nhìn vô trong thấy có mấy cái hồ cá không? Ngồi trước quán đóng cửa, trời ơi. Tôi tưởng đâu canh me quán người ta nữa, chết luôn á trời. Hôm nay mình chơi lầy không Tú? Ôm thùng cá lóc leo gào vô. Cho em mình dương ấu luôn hả? Trời ơi, nó mất tiêu rồi trời. Cái điện
số điện thoại đi anh em. 0907791515. 0907791515 hình như là số điện thoại phải không ta? 0907791515. Ừ đúng rồi. Hiện tại đang bận hoặc không biết máy, cuộc gọi được tính theo cước gọi thông thường. Ủa sao? Gì trời? Sao nhỏ nào nói trời? Nhỏ nào nói thuê bao gọi không được, thuê bao đang bận lắm. Chắc vợ bé anh Dân đó. Trời trời. Cái kiểu này chết rồi. Zalo gọi không được, Facebook gọi không được, số điện thoại gọi cũng không được. Bây giờ con cá lóc này nó sẽ đi về đâu đây mọi người? Sao kỳ ta? Cho xuống đâu? Hôm nay mình làm video lớn, mình sẽ đem con cá lóc nữ hoàng mình cho xuống cái đường mương này ha. Ok hả? Ok, tháo xuống Tú. Thôi em, hết 2,5 triệu của anh đó Tú à. Không lấy rồi sao? Không lấy đem về nuôi. Giờ anh không ra thì mình giờ mình đem về thôi. Không lấy thì giờ mình nó về với thiên nhiên. Anh em thấy không? Đó. Số phận của anh rapper dễ thương và chàng trai Thái Salem Vlog đáng mến sẽ đi về đâu đây khi mà anh Trần Văn Nhân đã mất tích rồi, quán thì đóng cửa, Thái và anh chàng shipper phải ngồi ngay cái ống cống này phải chờ đợi nè, anh em thấy chưa? À, video này là hứa hẹn với anh em là bao dài luôn á. Anh em ơi, nãy giờ Thái với lại Tú gọi điện cho anh Nhân cũng khá là nhiều rồi mà chắc anh ngủ rồi mọi người. Tại vì không phải là qua buổi trưa phiền mà Thái với lại anh Nhân á có hẹn nhau. Tại buổi sáng anh Nhân anh bán bún bò, rồi buổi chiều phải bán cà phê á, nên anh chỉ nghỉ được cái giấc buổi trưa thôi. Nên Thái mới qua rồi Thái mới set up được con cá lóc á mọi người. Cá lóc nữ hoàng để Thái mua cho anh Nhân á. Đó, mua giùm nha. Thì bây giờ là chắc đổi kế hoạch đi. Giờ anh chơi lầy đi Tú. Bây giờ á, nếu anh Nhân không ra mình ngồi đây hoài thì cũng tội con cá lóc. Hay là bây giờ là anh sẽ cùng em đi đi ra cái chỗ cắt kiến nào đó, mua một cái hồ kiến vừa thôi. Mình sẽ tự set up, mình đem con cá lóc này về mình nuôi luôn. Tại vì anh nghĩ là nó đang có duyên với mình. Còn ví dụ như anh Nhân anh hỏi sao về thì nói là thôi có gì để em tiễn cho anh con khác đi. À, qua ngày khác đi, em đem lên cho anh. Thì giờ chứ mình ngồi đây nãy giờ cả tiếng đồng hồ mà gọi không được, gọi nãy giờ 10 cuộc rồi thì chắc anh ngủ say rồi. Tại anh làm nhiều việc mà, tối bán cà phê tới tối tới khuya, sáng phải 4-5 giờ sáng phải dậy đưa con cái đi học, rồi phải đầu bếp đứng bếp nấu bún bò nè. Đó, nên có lẽ là anh ngủ say rồi mình ngồi đây ngoài thì cũng kỳ. Anh chỉ sợ tội con cá lóc thôi, tại vì nó khá là nắng nè anh em thấy không, cứ phơi điếc thì nguy hiểm. Hai anh em mình sẽ chạy về khu vực của anh, rồi anh em mình kiếm cái chỗ vô đó, mình sẽ kiếm một cái hồ kiến của một anh cắt kiến nào đó mình ôm về luôn, rồi xong rồi bắt đầu cái mình đi kiếm mua vật liệu ở nhà anh cũng có, rồi mình sẽ set up con cá lóc này. Được, ok ha, xua không xua không? Okay. Thành viên này đã không có duyên với anh Nhân A rồi thì Thái cùng với Tú sẽ đem nó về set up nuôi tại nhà Thái Salem Vlog luôn. Ok, kế hoạch thay đổi nha anh em, tại vì khi làm video mình đưa ra cái nội dung kế hoạch nhưng mà không phải là kế hoạch nào nó cũng trơn tru đâu. Kế hoạch như thế nào, nó thay đổi như thế nào thì Thái cũng sẽ quay tiếp tục cuộc hành trình trong ngày hôm nay của Thái nha, để lưu giữ lại những khoảnh khắc xảy ra trong ngày của Thái cũng như anh rapper đáng yêu. Ok nha Tú nha, mình sẽ quay về lại khu vực Thủ Đức nha, cùng với lại bé lóc nữ hoàng này. Vậy giờ làm sao mình đi lên cầu luôn hả ta? Nó nằm ở dưới cầu á, là mình phải vòng qua bên kia chứ. Đó, nó nằm ở dưới cầu, chui vô đâu được, hướng này mình chui vô đâu được. Anh phải ngược chiều qua đây chút xíu nè. Nó mới vô có hẻm vô ở đây. Ok, cái đó sao đâu có vô được đâu. Là cái đó là mình đi đường nào mình vô cái đó. Ở đây có đường không? Ở đây đâu có đường đâu ta. Hay là đằng đây nó đâu đây, đây nó có đường để mình vô. Tại vì nó nằm ở dưới cái cầu này mà ngay chỗ này nó không có đường. Ở đây vô được nè. À, mình đi đây nha anh em, để Thái đi vô trước. Ôi ôi ôi, quá trời hồ này.
Dạ, ở đây được nha anh em. Wow, quá trời hồ luôn mọi người. Cái nào? Hồ không có cái đen á hả? Ừ, nó trong suốt luôn. À, hồ này hả? Mà kính 5 ly à? Này bự không? Nhỏ quá hả? Này đâu có chân đâu. Có lọc tràn sẵn luôn kìa. Mình lướt cái lọc tràn luôn. Là không có cái đèn này là nó nhìn thấy trên đây nó kỳ không Túc? Nó che lại nó không thấy cái đường keo á Túc. Đây em đem xem thử. Không keo này luôn hả Túc hả? Cái loại như thế này bao nhiêu tiền anh? Này 80 không? 70 à? Hả? 80 hả? 70. Này giá nhiêu tiền? 100 hả? 400 hả? Hồ 70 là 400. Kính này là kính gì anh? 5 cái ly cuối cùng là sao? 5 ly. Hả? 5 ly. Cái hồ này là kích thước bao nhiêu anh? 60, 30 hả? Thôi anh em ơi, Thái chắc Thái mua đỡ đó anh em. Mua đỡ cái hồ này. Mua cái hồ này về, trời tới nhà Thái thì Thái sẽ set up tiếp. Cái hồ này thì không có chân luôn anh em. Khỏi chân luôn. Mình chơi về để mình kiếm cái chỗ khu vực nào mình để lên được, mình để luôn, khỏi cần chân nha. Ok nha, theo dõi cuộc hành trình của Thái và Tú ôm cái hồ này về nha. Anh ghim xuống cho em đi anh ơi. Ghim cái hồ này xuống cho em. Sáu mươi ba mươi nha anh em. Cao 40 không? Cao 40 ha. Rộng 30. Đó. Về 60 thôi. Thì con cá lóc khi nào nó lớn thì Thái sẽ làm một hành trình thay đổi nhà mới, hồ mới nha. Bây giờ trước mắt là mình làm như thế này đi. Để tránh trường hợp là cá lóc nữ hoàng đó nó sẽ bị say nắng nha mọi người. Ok, mình ôm về đúng không? Trước khi mà đem cái hồ cá này về thì Thái với lại Tú sẽ mình đi kiếm những cái gì để setup cho cái hồ đi. Ở nhà mình có nền rồi nè, có lũa rồi nè. Bây giờ thì mình có cần đi bước chậu bà đi. Rồi mình đi bước chậu bà xong cái mình sẽ đi ra tiệm cá, mình mua thêm một số rong hay là cái gì tranh ảnh gì cần thiết á là mình sẽ ha. Thì bây giờ là đi chạy lại đây có một cái hẻm, mình chạy vô mình sẽ đi ra ngoài bờ sông mình bước chậu bà đi. Đây nè, nó bu gốc dừa nè. Cái chậu bà này được không? Đặt máy đi. Trời, đang chặt buồn dừa nước là người ta không ăn, người ta bỏ. Đây anh em, đây có cái chậu bà nè. Mình sẽ lấy cái này nha. Nhổ lên nó còn sống mà đúng không? Rồi, một giây. Lấy cái nốt dừa luôn không? Rồi, cái nhọt em ơi. À, cái nhọn này, cái nhọn dữ dữ lắm phải không? Thôi lấy như vậy được rồi. Kiến đó anh em là set up nuôi những đồ kia. Trời ơi, nuôi kiến luôn hả? Thôi nhiêu đây thôi, mình đâu cần nhiều đâu. Anh nhớ là khu vực bên phía bên tay phải mình luôn á, có một cái tiệm cá cảnh á, tiệm cá cảnh gần nhà. Vô mình coi có cái gì đó mình mua. Đó, cái chữ cá cảnh màu đen đen kìa tôi thấy không? Nó để mấy cái thao, nó bán này nọ này kia, rong rêu bèo rồi các kiểu. Sẵn mua ít sâu về tí cho cá ăn luôn. Dế sâu kìa. Đây. Ây da. Đây là có một số cây thủy sinh nè. Mình có thể sử dụng được mà Tú. Cây nào mình sử dụng được ta? Cái nào? Trong này hả? Trong đi chó chứ anh đầy mà nó lên không? Cái này hả? Mấy cái này hả? Mấy cái này nó khó lên à. Cái này dễ không? Cái nào? Cái lan nước đi. Là về mình đâu có cần trồng chậu đâu là mình. Cái lan nước mà anh cột vô mấy cái lỗ vẫn sống. Sống không? Vậy hãy lấy mấy cây lan nước ha. Lấy con chậu này về tách ra được rồi. Hỏi con chậu này nhiêu Tú? Chậu này nhiêu chị? 20 ngàn hả?
20.000. Ba chậu là 50, chậu nào cũng vậy hả? Giống không? Anh thấy trong máng nó dễ chết, chậu này rong này nữa ha. Rồi, để này trước đi. Cái lan này có cần lấy không? Lấy luôn không Tú? Về tách ra ha. Hai này thôi chị ơi. Chậu ơi, tại vì hồn nhỏ xíu à. Chị có bán cái chanh nào mà chanh hồ kiến á, chanh hồ cá nè, chanh dán mấy cái hồ sao á, có không? Có cái nào mà nó 60 không? Đặt chanh 3D, chứ còn những cái chanh thường nó chỉ thế này thôi. Chanh 3D đâu? Chanh 3D nếu một con khách hàng có đắt thì đấy. Trời ơi vậy hả? Ừ. Chanh thường á. Đắt lên là khách nhiều, khách cứ hỏi đến tiền cái là nhiều khách không dám lấy luôn. Còn chanh thường nó chỉ thế này thôi. Nó có kiểu khác không? Kiểu này được không? Được. Cái gì? Cái này đẹp mà. Đấy là nó ra cái mẫu này. Xanh quá à? Này hả? Còn mẫu khác không? Có mẫu khác không? Coi thử coi. Mẫu ở đây đẹp hơn. Tất cả. Mẫu này đi. Thôi, mẫu này đi. Mẫu này đi. Đá đi. Lấy này là khổ bao nhiêu ạ? Đấy cái này là khổ của nó là 40. 40, lấy cắt em 40 với lại bao nhiêu? 60 à? 60 à? Ừ. 60. Là nhiêu 40, 60 là nhiêu tiền? Cái này 30.000 hết. 60 20.000 hả? 2 3 4 5 6. Cắt vào 70 đi. Ừ, cắt 70. Là này về lấy keo hai mặt dán hay dán gì? Dán bằng keo hả? Dán cái gì? Sâu hồ ấy. Ok hả? Có còn dế không? Hả? Có dế không? Không có thì sâu không? Sâu rồi hả? Ừ. Vậy hút đỡ 10.000 sâu nữa đi. 20 luôn đi. 20 sâu. Trời ơi, vậy mấy con cho luôn hả? Ok, vậy thôi cảm ơn nha. Cho thì lấy à, còn gì cho nó không? Thì là gì? Còn gì cho nó lấy luôn. Đây anh em, đây là cá khá là nhiều ha. Đây thì quay sơ sơ cho anh em luôn. Đấy, ý à, nó nhảy lên luôn à, ghê chưa? Nè lên trên nè. Ồ đây có cá coi, nãy con kia nó nhảy lên tay anh luôn à, đúng. Nè anh em trên nè. Nhảy lên, nhảy lên. Đó, nãy có con nó nhảy lên luôn, rất là ghê nha. Rồi ok. Vô trong nhìn cá xíu anh em. Ngân Abino nè. Đó, phát tài. 15.000. Cái panda 15.000. Bảy màu này bao nhiêu con? 10.000. Cánh bồm bao nhiêu con? 5.000 hả? 10.000. Thôi về Tú ơi, về đây cá lóc mình setup. Được cho sâu luôn anh em. Ok nha. Bây giờ là về thôi mọi người. Cái này ok phải không? Rồi ok. Ok. Bây giờ là về tới nhà là Thái sẽ quay tiếp cho tất cả các bạn xem nhé. Ok. Như vậy là Thái đã quay trở về nhà rồi mọi người. Trước mặt Thái đây thì là những thứ Thái vừa tiễn được ha. Đây là bức tranh dán đằng sau phía hồ nè. Ở đây là rong đuôi chồn, còn đây là lan nước. Rồi ở đây là chầu bà Thái với Tú vừa đi bứt được. Đây là nhân vật chính của chúng ta, đó chính là con cá lóc ha, trong cái thùng xốp. Còn đây là bịch sỏi, ha, sỏi đen, nhà Thái có sẵn nha. Đây là cây lũa, nhà Thái cũng có sẵn nè. Đó, nói chung là nhà có gì chơi đó thôi anh em. Setup theo kiểu giống như là cây nhà lá vườn nhất có thể luôn. Còn đây là cái hồ ha, cái hồ 60, cao 40, rộng 30. Ok nha. Đầu tiên thì Thái sẽ nhờ Tú đi. Tú sẽ hỗ trợ cho Thái rửa ráy cái hồ sơ nha mọi người. Tại vì cái hồ này nó bụi đóng khá là nhiều luôn. Đó nên Thái sẽ nhờ Tú ha, rửa cái hồ. Đấy. Rửa xong cái hồ thì từng giai đoạn setup như thế nào thì Thái sẽ quay cận kẽ cho tất cả các bạn luôn. Để cho những anh em nào mà muốn setup đơn giản, những cái hồ mà nuôi cá lóc mà không cần máy lọc, không cần oxy thì mình sẽ chơi. Rồi,
rửa ráy xong cái hồ rồi. Đây, tiếp theo thì sử dụng cái chanh nha. Thái sẽ nhờ Tú dán luôn nha mọi người. Đó, đây là cái chanh nha. Ok, khá là đẹp luôn Tú ơi. Hồi nãy là chị bán chanh á, chị bán là bán tới 70 lần. Nhưng mà cái hồ Thái thì có 60 thôi, nên mình phải cắt cái phần dư ra nha. Rồi cái phía sau này Tú sẽ dán những cái miếng băng keo lại để cho nó giữ lại đó anh em. Như thế là xong. Ok ha. Rồi, tiếp theo thì tới lót nền đi. Mình sẽ đổ ra thao, Thái với Tú sẽ rửa nha. Tại vì trong cái sỏi này nó có một cái bột trắng á anh em. Anh em phải rửa thật là nhiều nước luôn. Nè anh em xem này. Đó, nó ra những cái nước, nó ra màu trắng như nước cơm luôn đúng không mọi người? Anh em rửa như thế nào? Anh em rửa làm sao mà khi chúng ta bỏ nước vô á, cái nước này nó trong luôn. Đó, để tránh trường hợp mà khi mà chúng ta bỏ vô hồ, chúng ta bỏ nước vô thì cái hồ chúng ta nó sẽ đục ngầu luôn mọi người. Rồi ok, Thái sẽ dùng cái chén này. Thái sẽ cho những cái sỏi đen này vào phía đáy của cái hồ. Đó. Nói chung là nhà có gì chơi đó thôi mọi người. Anh em thông cảm nha, Thái thì Thái thích cây nhà lá vườn thôi, đơn giản mộc mạc. Miễn sao là Thái thấy là cái hồ Thái nó đẹp là được rồi. Mỗi người có một cái cách setup khác nhau. Đó. Và những cái mắt thẩm mỹ khác nhau nữa. Cái mắt thẩm mỹ của Thái đơn giản như thế thôi. Tiết kiệm những gì có để mình setup mình nuôi con cá lóc nữ hoàng nha. Tiếp theo thì sẽ bỏ cái phần cây lũa nha. Cái lũa này là hôm trước là Thái mua bên shop các cạnh Bảo Vi anh em. Đó, mua rồi nuôi mấy con cá chép sư tử mà bây giờ không nuôi nữa. Rồi, tiếp theo là Thái sẽ nhờ Tú bỏ cái chậu gông đuôi chồn này vào đây. Rồi sẽ lắp những cái phần sỏi đen á để che đi cái chậu. Đó, không dám lấy nó ra anh em sợ nó dễ chết. Mình sẽ tém về phía cái gốc cây chết này. À. Nói chung là anh em tự setup cái hồ làm sao mà anh em thấy nó đẹp là được ha. Thái sẽ dùng hai cục đá kê hồ cá của Thái, thấy đẹp quá bỏ vô đây luôn anh em. Ok nha. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái ống chỉ này. Tú với Thái không phải là setup hồ bị rách áo rách quần gì đâu, mà lấy chỉ ra may đồ. Lấy chỉ ra để Thái với Tú sẽ quấn vô những cái cây lan nước này và quấn lên thân cây. Một số thì Thái sẽ cắm xuống cái phần nền này. Tại vì cây lan nước này nó cũng khá là trong bọ anh em. Cũng khá là đơn giản đúng không anh em? Đó. Rồi cứ gắm những cây lan nước xuống nè. Mình gắm về phía góc đi. Theo Thái thì Thái cắm vào phía góc. Rồi Tú sẽ dùng những sợi chỉ để Tú quấn những cái nhánh lan nước vào trong cái thân cây lũa nha mọi người. Đó. Nhờ chỉ thì nó mới kết dính lại được. Nếu mà cái cây lan nước này nó sống á, thì nó sẽ ra rễ rồi nó bám vô cái thân cây lũa này luôn. Đó. Rồi Tú sẽ cột nha. Một người đàn ông khéo tay nha. Anh anh Tú, một shipper dễ thương, đáng yêu, đẹp trai, cao to nha mọi người. Ok nha, như vậy là Thái và Tú đã setup hầu như là gần xong khoảng 80% một cái hồ. Đó, 60 như thế này. Rất là cây nhà lá vườn luôn nha. Rồi, bây giờ là Thái sẽ nhờ Tú rinh vào một vị trí nào đó để đỡ nha anh em. Nha. Thái sẽ đỡ lên cái hồ cá rồng đi. Hồ cá kính 12 ly của Thái thì nó cũng khá là chắc chắn nên mình để đỡ lên đây thôi. Đó, tại vì nhà Thái thì là có con nít nên Thái cũng không có muốn để cao như thế này. Lỡ chẳng may con cá lóc nó quẩy cái hồ cá 5 ly này nè, hồ kính 5 ly này nó không chịu nổi, nó mà bể một cái nó rớt xuống là khá là nguy hiểm. Nước thì Thái dùng nước bên cái hồ cá công nghệ của Thái. Thái bơm qua đây nha anh em, để tránh trường hợp là con cá nữ hoàng của Thái nó bị sốc nha. Đây là nước cũ nha. Rồi Thái sẽ bỏ cái ống này vô. Rồi còn một cái đầu ống này Thái sẽ dùng kỹ thuật hút nha anh em. Anh em nào mà hơi mạnh thì hút một cái, anh em nào mà hơi yếu yếu thì hút nhiều cái. Rồi Thái hơi mạnh nha, một phát một anh em. Rất là cây nhà lá vườn luôn anh em. Nhưng mà vui lắm mọi người. Thái vừa đi làm những cái vật liệu phụ kiện, rồi tự setup tự tay mình làm nên một cái bức tranh của riêng mình, thì cảm thấy là tuyệt vời vô cùng. Vui lắm, giảm stress vô cùng luôn nha. Rồi anh em chờ Thái nhớ lại Tú nha. Bơm nước đầy đó, khoảng như thế này. Thì Thái rút ống ra rồi để đó nó lắng khoảng chừng
một tiếng đồng hồ nữa để cho nó trong trong á, rồi Thái sẽ bắt đầu khui hàng nhân vật chính của chúng ta. Chuẩn bị, đây. Đây là bé cá lóc nữ hoàng. Trước khi cầm bé lên thì kiểm tra cái bịch đá xem coi còn chưa, nó có tan hết chưa anh em. Nó vẫn còn nha. Đây là dung nhan của bé lóc nữ hoàng say 22. Đó, hai củ rưỡi. Nó có duyên với Thái. Thôi thì Thái bỏ vô đây, Thái ngâm, ngâm cho nhiệt độ trong hồ và nhiệt độ trong bọc nó bằng bằng nhau rồi Thái sẽ thả nó ra. Đúng ra là nó của anh Nhân Aro, Thái đi mua giùm anh Nhân mà đợi lâu quá, Thái thấy tội nó đó anh em. Cái này Thái đem về nhà Thái nuôi luôn. Còn bữa sau mà anh Nhân có hỏi con cá lóc anh đâu thì Thái sẽ đi mua con khác á, đi mua con mới nữa, Thái sẽ đem qua anh Nhân sau nha. Ok, sau 30 phút rồi anh em, bây giờ là Thái sẽ nhờ Tú cắt bọc cho bé cá lóc nữ hoàng trống này về với ngôi nhà của Thái Salem Vlog nha anh em. À, rất là tuyệt vời luôn. Ra nhà mới thôi con trai. Bữa nào mà quẩn quẩn thì sắm thêm một bé cái nữa, sẽ bỏ vào đây ghép cặp coi như thế nào, sẵn làm video cho anh em xem luôn. Còn bây giờ thì bé đực này trước ha. Ra đi con, về với lại Thái Salem Vlog là ăn uống ngập bạc luôn nha con. Chuẩn bị mập như con heo nha. Đấy, ra đi, để Thái tự cho nó tự ra nha anh em. Ok, như vậy là ra hồ mới, về với ngôi nhà mới Thái Salem Vlog. Các bạn xem thái độ của nó thì ra hồ cá nha, thì ra hồ mới luôn, mà trong khoảng vài tiếng di chuyển mà nó vẫn sung, màu nó không tuột luôn anh em. Anh em nhìn kỹ nha, màu không tuột luôn nha. Đúng là con cá này bạn Trắng Nam lựa cho Thái là trên cả tuyệt vời. Đấy, cái khâu quan trọng mà Thái chưa quay cho anh em đó là chúng ta nên dùng một cái tấm lưới chúng ta đậy lên nha. Tại vì cá lóc nó nhảy khá là dữ, anh em không đậy là sáng mai là anh em hiểu rồi đó. Ở trên thì anh em có thể đánh một cái đèn led trắng, một cái đèn máng trắng cũng được. Rất là nhoi nha anh em. Đó anh em xem này. Ô cha ơi, vừa thả ra nhưng mà cái màu của nó cũng trên khá tuyệt vời luôn mọi người. Nó không bị tuột nha. Có những con nó về nó quán rồi nó quảng rồi xong rồi cái màu nó tuột lật nhách luôn, không thấy chấm bi, không thấy bông gì luôn nha anh em. Nhưng mà con này nó khá là ok nha, khá là sung. Đó, có duyên với mình thì mình chơi luôn. Hôm nay lại đón đi một bé cá lóc nữa, đó chính là bé cá lóc nữ hoàng. Đó, cộng thêm với lại bé cá lóc Yellow Cetarum nữa. Thái test nha mọi người, Thái cho ăn là Thái test nha. Ồ, ăn luôn anh em. Ôi ghê thiệt. Tại vì anh em biết sao không, khi mà cá chúng ta mới về chúng ta không có nên cho ăn. Thái làm video nên Thái bỏ vô Thái xem hành động của nó như thế nào rồi cho nó ăn thử cho tất cả các bạn xem thôi. Nên nhớ nha anh em, khi mà setup anh em thả cá về thì khoảng 1-2 ngày sau rồi anh em hãy cho ăn, chứ đừng cho ăn liền giống Thái nha. Tại vì Thái làm video đó, nên Thái cho ăn cho mọi người xem coi cho nó đã chơi á mọi người đó, nên Thái liều một chút xíu. Tại vì nó hơi mệt mà cho nó ăn nó sẽ dẫn đến là nó tiêu quá khó đó. Ok nha anh em. Anh em ngắm nha. Chầu bà đó thì Thái dục vô trong đây luôn rồi đó, Thái cũng không có quay cho anh em xem. Tại vì những cái này nó khá là đơn giản, với lại là cái video này thời lượng nó khá là dài á, nên Thái cũng muốn cập nhật nhân vật chính thôi. Đó là chính là bé cá lóc nữ hoàng. Còn những cái xùm bà lằng bên đằng sau nữa thì anh em, cái đó là anh em cũng tự biết rồi, nên Thái cũng sẽ không có cập nhật nhiều, đúng không mọi người? Nhìn đã quá anh em. Lần đầu tiên thì Thái cũng nuôi cá lóc nữ hoàng thôi, mà nhìn những cái bong bong của nó thì khá là đã luôn. Rất là đẹp tuyệt vời luôn mọi người. Đẹp ghê á. Này, Thái quay cho anh em xem nè. Thái có dùng một cái tấm lưới, ở trên này có một cái đèn led trắng này. Đó, để tránh trường hợp tối bé nhảy ra ngoài nha anh em. Hồi nãy giờ Thái thiếu thiếu gì biết không? Hồi nãy cái chị bán cá có cho Thái một bịch sâu. Đây nè anh em. Đó, đây là cái bịch sâu chị bán cá hết rồi cho mấy con. Hôm nay Thái cho thằng Tú trải nghiệm, nó sẽ đổ vô cho hồ cá săn mồi của Thái, hồ cá cộng đồng của Thái, nó ăn cho tất cả các bạn xem luôn. Anh em xem này. Đã chưa, đã chưa, đã chưa. Đó, rất là tuyệt vời.
Hôm nay một video cuộc hành trình kế hoạch A của Thái đã thất bại rồi, nhưng mà có kế hoạch B anh em. Kế hoạch B là đem con cá lóc nữ hoàng về nhà, tự mua hồ, tự set up một cái hồ cá đơn giản luôn. Nó có duyên với mình thì mình nuôi nó luôn nha mọi người. Đó, một video thì mang tính chất là vui, giải trí cũng như chia sẻ đơn giản từ Thái Salem Blog. Video của Thái thời lượng cũng khá là dài rồi, tới 40 mấy phút rồi anh em. Thái cảm ơn tất cả các bạn luôn yêu thương, luôn đồng hành cùng Thái trong thời gian qua nha. Và bỏ ra khoảng 40 phút của mình, quý báu của mình luôn, để theo dõi video của Thái Salem Vlog. Một lần nữa Thái cảm ơn tất cả các bạn, Thái chúc sức khỏe, chúc bình an. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ngắm cá thời nào. Ok.